bệnh nhi NGL 3 tháng tuổi, xã Quốc Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được xác định dương tính với COVID-19 do lây từ bà ngoại, người từng tiếp xúc với nữ công nhân NTD thuộc nhóm 8 người trở về từ Vũ Hán. Sáng 20 tháng 2, Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo đã điều trị thành công cho bé gái 3 tháng tuổi NGL, trú tại xã Quốc Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, được xác định dương tính với COVID-19. Bệnh nhi sẽ được đưa về địa phương và sẽ tiếp tục được các y, bác sĩ tại đây theo dõi sức khỏe. Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ các bác sĩ tại địa phương trong việc chăm sóc cho cháu bé. Buổi gặp gỡ sáng nay có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Giáo sư Tiến sĩ Lê Thanh Hải GD Bệnh viện Nhi Trung ương, Tiến sĩ Lê Xuân Ngọc trưởng khoa quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, GD Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương. Toàn cảnh buổi họp báo sáng 20/2 thông tin về ca bệnh nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam nhiễm COVID-19, Giáo sư Tiến sĩ Lê Thanh Hải cho biết đây là trường hợp đặc biệt chưa từng xảy ra trước đó, là bệnh nhi đầu tiên được cách ly điều trị theo dõi thành công. Bệnh nhi và mẹ đã tiếp xúc với bà ngoại PTB, người có liên quan với nữ công nhân NTD. Một trong 8 công nhân đi từ Vũ Hán về đã được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và ra viện ngày 12 năm ngày trước khi vào viện, bé L vẫn bú tốt nhưng quấy khóc, chảy nước mũi, ho húng hắng, khò khè nhẹ, sốt 37.4 độ C, không khó thở. Bệnh nhi được khám và cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm dịch mũi họng và gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Kết quả dương tính với COVID-19 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR bệnh nhi 3 tháng tuổi và người mẹ được xuất viện về quê nhà tại Vĩnh Phúc trong sáng 20/2 là ca bệnh nhỏ tuổi. Để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc, cách ly tốt hơn, bệnh nhi được chuyển đến Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương tối 11 tháng 2. Lúc này, bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhiệt độ 36,6 độ C, ho húng hắng. Kết quả chụp X-quang tim, phổi cho thấy có tuyến hung to, tăng đậm nhánh phế quản sau tim trái. Đến ngày 13 tháng 2, trẻ không sốt, còn ho, có đờm, không khó thở, tim phổi bình thường. Từ ngày 14 tháng 2 đến 17 tháng 2, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định. Bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm lần 2, 14/2 và 37/2, đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Hiện tại bé L chơi ngoan, tiếp xúc tốt, không sốt, bú tốt. Các chỉ số xét nghiệm sinh hóa, huyết học, X quang tim phổi trong giới hạn bình thường. Sức khỏe của mẹ bé ổn định, đã 3 lần kiểm tra COVID-19 đều có kết quả âm tính. Đội ngũ y bác sĩ tại Vĩnh Phúc đều hết sức thận trọng, nên đã quyết định chuyển bệnh nhi về Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe, tăng cường chế độ dinh dưỡng cho mẹ và bé. Sau khi được xuất viện về nhà, hai mẹ con sẽ tiếp tục được theo dõi ngắn ngày, đảm bảo dứt bệnh hoàn toàn và tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng, Giáo sư Tiến sĩ Lê Thanh Hải phát biểu. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê khẳng định đây là thành tựu, công sức rất lớn của tập thể cán bộ y bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị cho cháu bé. Thay mặt Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, ông gửi lời chúc mừng Bệnh viện Nhi Trung ương, cảm ơn đội ngũ thầy thuốc đã nỗ lực hết sức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chúc mừng hai mẹ con, đặc biệt là cháu. Bé 3 tháng tuổi sau 9 ngày điều trị đã đủ tiêu chuẩn ra viện theo phác đồ điều trị mà Bộ Y tế ban hành. Bệnh viện đã thực hiện rất nghiêm và đúng hướng dẫn phác đồ điều trị, thực hiện phân tuyến điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Những ngày trước Tết, chúng tôi thường xuyên họp, cập nhật và xây dựng các hướng dẫn điều trị khi có những thông tin đầu tiên của căn bệnh này. Phác đồ của chúng ta hiện nay quan tâm nhiều đến người lớn và sau đó là đối tượng trẻ em. Chiến lược phân tuyến rất kịp thời khi xác định Bệnh viện Nhi Trung ương là trung tâm tiếp nhận các bệnh nhân.
sau đó thực hiện theo phương châm phòng chữa bệnh tại chỗ, chỉ những bệnh nhân thật nặng, thật cần thiết mới chuyển lên viện nhi. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê nói. Trong tuần tới, tiểu ban điều trị cùng các tiểu ban chuyên môn của các bệnh viện sẽ họp để rút kinh nghiệm qua những ca bệnh nhiễm COVID-19 được điều trị thành công, để trong thời gian tới sẽ có những bài học kinh nghiệm trong chiến đấu, đối phó với bệnh dịch. Cháu bé 3 tháng tuổi và mẹ sẽ tiếp tục được theo dõi tại Vĩnh Phúc. Video liên quan cũng trong buổi họp báo, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã gọi điện cho mẹ cháu bé, hai mẹ con vẫn đang tiếp tục được cách ly, bởi theo dự kiến sau cuộc họp báo thì vào lúc 10 giờ 30 phút, sáng cùng ngày, hai mẹ con sẽ được ra viện. Hai mẹ con cảm ơn các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới đã điều trị, chăm sóc mẹ con cháu thời gian vừa qua. Đến nay, với sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, cháu hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống ngủ tốt, không quấy. Nhà cháu không biết lấy gì cảm ơn, mong rằng mai này cháu lớn sẽ cố gắng học giỏi, làm bác sĩ giống như các bác để giúp đỡ các bạn khác, mẹ cháu NGL nói. Thay mặt các bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm gửi lời chúc sức khỏe cả mẹ và bé, hy vọng trong tương lai cháu bé sẽ không mắc thêm các bệnh nào khác. Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm gọi điện FaceTime với hai mẹ con bệnh nhi trước khi xuất viện. Hai mẹ con đang được cách ly trước khi trở về Vĩnh Phúc. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc mẹ cháu bé là người trực tiếp xúc với bệnh nhi nhưng không bị lây nhiễm, ba lần xét nghiệm đều âm tính với COVID-19. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm khẳng định, virus này lây truyền qua đường tiếp xúc và giọt bắn. Bản thân người mẹ có sức đề kháng tốt. Khi tiếp xúc với cháu bé, mẹ luôn đeo khẩu trang, tránh những giọt bắn vào mắt hay niêm mạc, hô hấp, đồng thời hạn chế tiếp xúc lây lan từ người bệnh sang người lành bằng việc thực hiện chế độ rửa tay sạch sẽ, gần như chống được sự lan truyền virus từ con sang mẹ. Đặc biệt, các nhân viên y tế cũng tuân theo chế độ phòng ngừa chuẩn, tránh bị lây nhiễm chéo từ bệnh nhân. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm thông tin, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành phân loại bệnh nhân, mỗi mức độ sẽ có phác đồ điều trị hợp lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Chúng tôi sử dụng những thuốc căn bản điều trị cho cháu cả về tinh thần, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời có những biện pháp cách ly, tránh lây chéo từ con sang mẹ, tránh nhiễm khuẩn chéo từ ngoài môi trường vào bệnh nhi khiến bệnh biến chuyển nặng hơn, tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm nói. Giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hải cho biết sau khi trở về cộng đồng, mẹ và bé tiếp tục được cách ly 14 ngày trên địa bàn, thực hiện theo các khuyến cáo chung như tăng cường dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hạn chế bị lây nhiễm bệnh khác từ môi trường. Một lần nữa chúng tôi khuyến cáo người dân sự quan trọng trong vấn đề phòng chống bệnh, đảm bảo giữ vệ sinh môi trường chung, vệ sinh cá nhân, giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hải phát biểu. Giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hải, GD Bệnh viện Nhi Trung ương, đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay tại Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê thông báo dự định 2 giờ chiều mai, 21 tháng 2, Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiễn bệnh nhân Việt Kiều Mỹ dương tính với COVID-19 trước đó. Trong tuần tới, chúng tôi hy vọng bệnh nhân còn lại đang theo dõi tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có kết quả âm tính, sẽ được xuất viện. Theo như báo cáo, có nhiều chuyên gia, công nhân người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam thời gian tới sẽ quay trở lại sau khi bị cách ly dịch. Với bối cảnh chung, thực sự chúng ta chưa biết được virus này tiếp tục lây lan như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó, với sự tham gia của tất cả các bộ ngành, cơ quan. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê khẳng định, theo luật truyền nhiễm, Việt Nam không công bố dịch trên cả nước. Chỉ có các tỉnh có bệnh nhân dương tính như Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Thanh Hóa, theo quy định sẽ công bố hết dịch nếu những ngày tới không có thêm ca nhiễm mới. Theo Minh Nhân Phương Thảo trên trí thức trẻ Les Blogs,